Sáng ngày 4 tháng 5, giá vàng 9.999 của SJC khiến thị trường bỗng dưng hóa thành một sân khấu hài với màn kịch vàng sôi động. Trong khi giá mua vào vẫn như ngồi thiền, không nhúc nhích, giá bán ra bất ngờ nhảy vọt thêm 100.000 đồng lượng, lên tới 85,9 triệu đồng lượng. Người bán hí hửng như vừa thắng giải độc đắc, còn người mua thì bỗng đứng sững lại như người sắp rơi xuống vực, đầu rối bù như tổ quạ. Kết phiên ngày 3 tháng 5, SJC lắc lư trong điệu nhạc giá 83,5 triệu đồng lượng mua vào và 85,8 triệu đồng lượng bán ra. Doji Hà Nội nhẹ nhàng như đang rót mật vào tai với mức bán ra 85,7 triệu đồng lượng, còn Bảo Tín Minh Châu thì tiết kiệm hơn hẳn, niêm yết giá mua vào ở mức 73,68 triệu đồng lượng. Phiên đấu thầu thứ tư của Ngân hàng Nhà nước như một buổi hòa nhạc chỉ có một khán giả. Họ định bày bán 16.800 lượng vàng SJC nhưng chỉ có một anh hùng dám tham gia. Cả nước đứng nhìn như trong một bộ phim hài cổ điển. Ủa, muốn hốt chọn một mình luôn hay sao? Trên thị trường quốc tế, giá vàng như đang nhảy điệu salsa xung quanh mức 2.301,2 USD ounce. Các nhà đầu tư như đang biểu diễn sức thăng bằng trên sợi dây mong manh của niềm hy vọng Fed cắt giảm lãi suất, đồng thời vẫn phải lo lắng đến từng thỏi vàng trong két sắt. Cuối cùng, vàng vẫn luôn là món ngon không ai chê được, dù có nhảy múa đến đâu. Thị trường có lắc lư như tàu lượn siêu tốc, ai cũng muốn một miếng vàng để thêm vị ngọt ngào vào ngày mới. Và bức hình này nếu ai nhìn thấy nó sẽ may mắn cả năm. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.